Hello. Hello, hello. Em chào chị Lisa nha. Em là hồi xưa là Chào em. lâu quá chị em mình Hình như chị nghe giọng em, chị nghe thấy hình như chị nói chuyện với em qua một lần rồi đúng không? sao Em khỏe không? Em ở bên Mỹ phải không? đúng rồi chị, em ở Mỹ lâu lâu quá rồi thì sẵn Sao đây tình hình bên đó sao rồi em? thì trước hết thì cho em chào mọi người ở trong diễn đàn, xong rồi chúc chị năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, rồi Cảm ơn em. rồi chúc dân tộc Việt Nam của mình càng ngày càng đi lên tiến bộ và và lúc nào cũng là tinh thần tổ quốc là trên hết. Bây giờ thì không biết là chị em mình nói về cái đề tài gì, thì em mới vào em cũng có nghe chị nói về vấn đề những người chống cộng ở bên Úc, rồi tối ngày là lấy cái cớ nào đó giống như du học sinh gì đó rồi nói xấu rồi đưa lên báo, nhưng mà trong khi cái mặt xã hội mà những thành phần mà Việt kiều ở bên Úc hay là ở bên Mỹ nhiều khi thúi nát xấu xa thì họ không bao giờ Dám đưa lên. không có dám bao giờ đưa lên cái lĩnh vực đó. Thì bây giờ thì chị em mình trao đổi về cái vấn đề mặt xã hội đi. Thì em thì qua Mỹ cũng khá lâu rồi, cũng giống như chị thôi. Thì về cái mặt xã hội á, thì chị biết thì giờ em nói về cái vấn đề bên Úc nha. Chị biết những người mà Úc mà những người mà gốc đó mình gọi là Aboriginal, chị biết những người Aboriginal là ở bên Úc là họ có Người nhiều bộ, đúng rồi, thổ thổ dân là họ có nhiều bộ tộc lắm, họ có là em nghĩ là cả hơn 500 bộ tộc á, chung phải giỡn đâu. Đúng không, đúng không phải chị? Thì cái đấy. Chị biết á, khi mà tụi da trắng nó qua bên Úc á, thì nó chiếm đất xong rồi nó đuổi người ta vô mấy cái vùng sâu vùng xa đó. Thì chị biết á, 1967, 1967 nha, thì cách đây cỡ, để coi, chị cỡ là 53 năm, Úc nó mới chấp nhận người ta là công dân của Úc đó chị. Hồi xưa là nó không bao giờ chấp nhận, tại không biết là chị có biết cái lịch sử không á, là Úc á, nó rất là kỳ thị, mà nó kỳ thị những người mà phải nói là dân mà mình gọi là tị nạn, hay là những người mà những người mà qua mà ở nước nước của tụi da trắng đó, nó rất là kỳ thị. Tại vì em có bà dì ở bên đó, bà kể đấy, cái người Á Đông mình mà qua Úc ở đó, nhiều khi đi vô mấy cái siêu thị hay là mấy cái nhà hàng đó, tụi Úc đó, nó nhìn cặp mắt đó, phải nói như là nửa con mắt vậy đó, nó rất là kỳ thị đó. Cho nên đó thì những cái thành phần mà chống cộng đó, họ không bao giờ họ nói về cái vấn đề mà phải nói là công bằng, đối xử công bằng đó, cho những người mà Việt kiều mà ở bên Úc đó, họ không bao giờ lên tiếng đó. Họ không bao giờ lên tiếng. Cho nên đó thì giờ thì em nói về cái vấn đề ở Mỹ nè, thì chị biết đó, những cái thành phần mà con cháu Việt Nam Cộng Hòa hay là những thành phần mà mình gọi là dân mà đi vượt biên đó nha, mà đi qua cái thời mà 80 đó, mà chị biết cái phong trào mà cái thời 80 hồi xưa là phong trào gọi là new wave ai ở Việt tiếng hơi nhỏ à, để coi. Nghe thế Ồ nghe không thấy không biết là nghe thấy em nói nghe có rõ không gì chị? chị nghe thấy chị nghe rõ Dạ, thì chị biết mà. cái phong trào mà cái thời New Wave á, mà cái thời 80 đó, những cái thành phần mà vượt biên mà đi qua Mỹ nè, hay là những thành phần mà con cháu Việt Nam Cộng Hòa mà đi qua Mỹ á, là cái thời đó đó, là những cái thành phần này đó là đi vào băng đảng nè, đi vào băng đảng nè, đó, không những mà băng đảng rồi đi lại cướp, cướp xe nè, đi cướp nhà hàng Chị nè. nghe thấy có cái băng đảng lớn nhất là Rồng Đen đúng không? Ở Mỹ á, cái tiểu bang Cali em ở đó,
có rất là nhiều băng đảng. Việt Nam là giống như ví dụ là Bắc Cali, Nam Cali, đó là có rất là nhiều băng đảng. Mà dính líu băng đảng thì đa số là dính líu về là kiểu giống như là bảo vệ cái khu họ. Tại vì cái thứ nhất là dạy này, giống như là thường thường không biết là chị có bao giờ đi học mà mấy lớp mà trung học là tiểu học ở bên 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 Úc là không, nhưng mà bên Mỹ thường thường mấy cái dân mà tị nạn qua ở nó toàn là ở mấy cái khu ổ chuột, ở mấy cái khu gọi là nó gọi là ghetto đó, mấy cái khu mà thành phố mà rất là nguy hiểm, nhưng mà ở chung với Mỹ đen mẻ nè đó. À, giống như là housing mấy cái khu tập thể đó. Đúng, đúng là chị biết á, cái thời 80 mà qua đó là cũng bị kỳ thị nè. Rồi lý do một số thanh niên là đi vào băng đảng để bảo vệ họ nè. Mà một số đó là tại vì khúc đó là họ đó không có nghề nghiệp gì đó, không có nghề nghiệp. Thì cho nên nếu mà tiếng anh tiếng em mà đi xin việc làm nó cũng khó khăn. Chị hiểu không? Mà gặp mấy cái dân mà giống như là muốn hưởng mà không muốn làm á, là đi vào băng đảng để cướp nhà hàng nè, cướp nhà nè, đập xe nè, ăn cắp xe nè. Rồi sau này cái thời 90 á, là những thành phần này là đi đi buôn thuốc lắc. Mỗi thập niên á, nó có một cái đặc biệt riêng. Mà nếu mà nói về mà tội phạm á, thì chị biết á, là dân Việt Nam của mình á, tội phạm á, ở tù cũng khá nhiều nha. Băng đảng rồi á, đi buôn thuốc lắc, không những vậy đó đi đánh bài, cờ bạc nữa đó. Cờ bạc ở bên này á, là dân Việt Nam á, phải nói dân Á Châu của mình á, cờ bạc cũng khá nhiều. Cái đó là em nói thật, cái đó là em nói thật. Không những mà cờ bạc còn cá độ nữa mà chị biết không? Mà cá độ hồi xưa đó là họ cá, giống như ví dụ là họ có đường dây họ cá, nhưng mà bây giờ họ cá độ là cá trên mạng đó, cá trên mạng và họ cũng có cái đường dây ở trên mạng đó. Cho nên đó, em nói chị đó, cái nếu mà nói về mà cái cộng đồng Việt Nam của mình đó, em đã nói chị cách đây khoảng là 4 tháng đó, là Việt Nam mình không bao giờ có cộng đồng, mình chỉ ở ké với những người Tàu họ sai lên cái thị trường, hay là người Mỹ họ đã sai lên cái thành phố đó sẵn rồi, hay là người Mỹ còn Mỹ đen á, thì họ không có ở, họ chỉ ở một số người đó thôi, chứ thường thường Mỹ đen là họ ở chung một cái khu về đô thị, về mình gọi là downtown á. Còn người Á Đông, người Á Châu của mình á, là người Á Châu của mình á, thì đa số đó thì mình ở xung quanh cái đô thị downtown là đa số là thường thường là những người Hoa, người Tàu, họ ở những cái lĩnh vực đó để dễ mở nhà hàng kinh doanh và mở chợ, mở tiệm, mở này mở nọ đó. Đúng rồi. Thì người Hoa bên này người ta làm ăn người ta rất là giỏi, đâu có như dân Á mình đâu, như dân Việt Nam mình đâu. Em nói với chị, dân Việt Nam của mình qua là đa số là ăn hại thôi. Giờ em nói ví dụ một cái ăn hại nè. Giờ cái này là em nói thật. Giờ mình em nói về một cái ví dụ ăn hại nè. Khai Giang Warfare. Khai Giang ăn Warfare là cái nghĩa là ăn tiền trợ cấp đó, Khai Giang. Cái thứ hai nữa là khai gian bệnh, không bệnh, khai cho bệnh để ăn tiền tàn tật đó. Rồi chị biết đó, những người mà phụ nữ mà cái thời mà thập niên 90 đó là hai vợ chồng ở, ông chồng thì không đi làm nhiều mấy đó, thì có thể làm cỏ hay là làm hãng gì đó mà không đủ, thì khai cái nghĩa là khai không chồng để chính phủ nuôi vợ nuôi con. Nếu mà ổng thôi xong bỏ nhau xong về Việt Nam lấy làm giàu không thế. Cho nên em nói chị, về mà cái mặt xã hội đó, Việt Nam của mình mà ở bên Mỹ á, nếu mà nói về kinh tế là chỉ hơn Lào với Campuchia thôi. Em nói thật, chỉ có hơn Lào với Campuchia thôi. Nhưng mà Lào với Campuchia đó họ lần lần á, họ
xây dựng và họ rất là đoàn kết đó, và họ không có đem cái nhục nhã, giống như họ không có biểu tình hay là chống gì đó. Chỉ có mấy ông tướng, chỉ có mấy ông tướng Việt Nam của chúng ta ở bên này đó, cái tối ngày hở ra là biểu tình, hở ra là chống. Mà chị biết á, mất đi cái thẩm mỹ, mà mất đi cái, phải nói là mất đi cái tiếng tâm của một người, lòng tự trọng. Cái lòng tự trọng đó. Đúng rồi. Giờ em nói nè, những ông tướng mà Việt Nam mà ở mấy cái quận Cam hay là ở mấy cái thành phố mà San Jose hay là ở Houston này nọ đó, đa số là những ông tướng đó là toàn là nịnh bợ, nịnh bợ của những cái thành phần lãnh đạo hay là những cái thành phần mà tiếng Anh nó gọi là major, là những người mình gọi là ông chơi chủ tịch phường, chủ tịch xã gì đó. Chị biết lý do tại sao họ nịnh bợ không? Họ nịnh bợ để họ có một cái vị trí, xong rồi cái bắt đầu họ xây những cái tượng tượng đài. Mà em nói thiệt với chị nha, ở bên Úc á, họ có xây cái tượng đài là Việt Mỹ à, ở bên này họ cũng xây cái tượng đài Việt Mỹ. Không những mà họ xây cái tượng đài thì em không có nói nha, họ còn xây cái tượng đài Trần Hưng Đạo và Trần Quốc Tuấn. Mà em thấy cái thẩm mỹ á, nó rất là, phải nói là, nó rất là, mình phải nói là bôi nhọ những anh hùng, những anh hùng dân tộc của mình đó. Chị biết lý do tại sao mà là những ông tướng này không có hiểu được là họ cố tình họ bôi nhọ những người anh hùng dân tộc của mình, là giống như Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Trấn à. Chị thấy á, cái tượng đài á, mà Trần Hưng Đạo hoặc là Trần Quốc Trấn á, họ xây ngay cái thương mại, trước thương mại, mà trong khi cái thương mại là cái nơi người ta vô ra để làm ăn. Chị hiểu không? Nhưng mà họ xây ngay cái thương mại, mà cái thương mại nó rất là nhỏ xíu à, mà không có khác gì, giống như là không có khác gì là họ đánh về cái tâm lý rồi, nói là ôi là ông Trần Hưng Đạo hay là Trần Quốc Tuấn đó, là không có khác gì là đi tới đó mà xin ăn, xong rồi họ đuổi ra vậy đó. Nếu mà chị nếu mà chị nhìn về cái tượng đó đó, là chị biết được á, nó cảm thấy là nó không có thẩm mỹ là một nè, nó cảm thấy nó không có đi vào cái lòng dân gì đó, mà nó lại đem lại những cái thành phần á, phải nói là nó đem lại mất đi một cái tự tôn dân tộc của những người anh hùng dân tộc Việt Nam. Mà những người Trần Quốc Tuấn hay là Trần Hưng Đạo á, đâu có làm gì cho nước Mỹ đâu, hay là đâu có làm gì cho nước Úc đâu. Chị đang muốn nói rồi đó, chị nghĩ đi. Nếu ví dụ nè, giờ em nói ví dụ, giờ chị đó, chị ở bên Úc, chị khám phá ra cái gì, rồi Úc á, họ tôn thờ chị, họ nói là chị có công cho nước Úc, thì họ sau này chị bị cái gì họ sai lên cái tượng đài cho chị, thì có đó thì còn chấp nhận. Còn trong khi đó, những người anh hùng dân tộc của mình là Trần Quốc Trấn, Trần Hưng Đạo, mấy ông đó là những người anh hùng của mình đã mất lâu rồi, mà không có dính líu gì đó, là những cái thành phần mà Úc hay là Mỹ gì đó, mà mấy ông tướng cộng đồng người Việt của chúng ta bên này đó, là mấy ông mà mình gọi là chống cộng đó, là phải nói là đem hai cái thần tượng của anh hùng dân tộc của mình đó, cố không có những gì mà không có biết được là tự họ bôi nhọ những người anh hùng dân tộc của mình, mà họ gọi là họ tự hào. Em phải nói là em rất là phải nói là chịu thua những người mà chống cộng luôn đó. Em biết tại sao nó làm vậy không? Để nó lấy tiền quyên góp. Quyên góp được để nó xây cái tượng đó. Nó xây cái tượng đó thì một hơn một nửa nó đút vào túi nó rồi đâu nữa. Còn mấy cái đấy là do những cái người ngu góp vào để xây nên cái đấy để cho chúng nó ăn thôi. Đúng không? Không vì tiền chúng nó làm cái đấy làm gì. Cái đó thì em biết cái điều đó. Yeah. Nhưng mà tụi Mỹ và hai là những cái thành phần mà Úc á, nó cũng điếm mà nó cũng khôn lắm. Nó cho những cái thành phần Việt Nam của mình mấy cái tượng đó, là chị biết lý do là nó cho là để nó an ủi về cái mặt xã hội hay là cái mặt mà chính trị hồi xưa mà nó qua Việt Nam nó xâm lăng. Cho nên bây giờ đó, có nghĩa là nó giúp về những cái thành phần mà mình cho là Việt Kiều này nè. Nó giúp về những cái thành Việt Kiều này để nó lấy lòng cái những thành phần Việt Kiều này á, là để những cái thành phần này nói à, Mỹ đấy chưa, nó cũng cho anh hùng nó khai kiến được đó. Cho nên em nói chị, thường thường cái tụi da trắng hay là Mỹ đó, nó cho chị cái gì á, không bao giờ á, phải nói là có lợi cho nó đâu. Nó phải cho em, cái gì
Em thấy cái vụ ví dụ như là nó mà không chiều cái bọn cộng đồng, mấy cái thằng lãnh đạo cộng đồng bên đấy á, thì nó chống lại cái vụ chất độc da cam thì Mỹ thua là cái chắc, đúng không? Nó cùng với người Việt Nam á, nó chống lại, nó đi biểu tình, nó đòi hỏi quyền lợi cho những cái người chất độc da cam ấy, thì á, Mỹ á, nó đền chết mà mẹ nó luôn. Em Thế nói nhưng mà đây nó nhờ chúng nó, nhờ cái bọn ở bên hải ngoại chống cộng đó mà nó thắng được cái vụ chất độc da cam đó. Nó không phải bồi thường cho người Việt, nó không bị chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Chứ nếu mà mấy cái cộng đồng Việt Nam đấy mà chống lại mà đi biểu tình cái vụ chất độc da cam ấy thì Mỹ nó không có thắng được cái vụ này. nó lợi dụng những cái thành phần mà cho là Việt kiều mà tị nạn á, là để nó cố tình đó, nó có một cái tiếng tăm để nó che tội về cái nó gây ra cái cuộc chiến tranh Việt Nam của mình, Đúng rồi. cho nên lúc nào nó cũng qua đó, nó nói ôi những người Việt Nam Việt kiều mà qua đây ô vì tự do vì này nọ đó, sự thật đó, đó là một cái chiêu bài, nó dùng hai chữ tự do để nó che mắt thiên hạ và nó che che luôn cả cái tâm hồn của những thành phần mà ngu dốt chống cộng á, vẫn còn mơ hồ đi theo nó. Và không những vậy, bây giờ có một số những thành phần mà dân chủ cùi ở trong nước đó đó, chị thấy không, vẫn tôn thờ, mà trong khi đó họ không có biết được cái bề sau, cái lịch sử và cái thúi nát và cái ác tâm của những cái thành phần da trắng như thế nào. Bởi vậy cho nên là họ dốt, họ đâu có hiểu gì đâu. Nếu mà họ họ có học, họ hiểu biết thì họ đâu có theo cái bọn đó đâu, đúng không? Nhưng chiến tranh Việt Nam ấy là người Mỹ nó nói đầy nên bắt đầu từ đâu rồi bị làm sao rồi nó có đủ các thứ nó nói, nhưng mà khổ nỗi là khi mà các vị nghe nghe tiếng Anh thì các vị không hiểu, mà khi nghe tiếng Việt người ta dịch ra thì nó bảo là của cộng sản dựng nên, nó đâu có chịu hiểu biết đâu, nó đâu có chịu tìm tòi đâu, nó chỉ nghe theo cái bọn cộng đồng thôi. Mà người Việt mình là hay có cái đua theo cái đám đông, hội hội chứng đám đông, đúng không? Cứ trong một cái cộng đồng ấy, người này nói bắt đầu đú theo, bắt đầu chống cộng, xong rồi làm ra cái trò này làm ra cái trò kia. Nhưng mà bên bây giờ bên Úc này tịt rồi, chị không thấy những cái trò đấy nữa rồi. Em nói chị nè, ở bên Úc á là tại vì á hồi xưa mà dân Úc mà phản chiến á, rất là nhiều đó, và Úc á, hồi xưa nó cũng là bị thằng Mỹ á, là không nghe là nó bị thằng Mỹ ép mà phải đi thôi, là lý do bị Mỹ Đúng. ép á, là tại vì nước Úc hồi Và xưa hình như đi có mấy tháng rồi, đi có mấy tháng rồi. là chị biết lý do tại sao Mỹ nó ép Úc á, đi qua Việt Nam á, là tại vì á, Úc nó muốn sai lên cái thị trường cái nước của nó phải qua thằng Mỹ để mượn tiền nhà thằng Mỹ, nó gọi là World Bank. World Bank là ngân hàng thế giới đó, hồi xưa là thằng Mỹ đó nó là điều khiển, cho nên đó, khi mà chị muốn xây dựng về một cái nguồn kinh tế đó, chị phải cần chi phí và chị phải thông qua cái tiền mà chị phải mượn đó. Nhưng mà nói tóm tắt là vậy nè, tương lai đó, thì những cái thành phần mà chống cộng đó là họ là lần lần là họ cũng xóa mờ đi nó, mà nó khổ là vậy, Tổng mà nó khổ vậy này chị, nó khổ là tội nghiệp cho con cháu của họ, tại vì con cháu của họ giống như là không có biết được, không có tin là bên nào, mà không lẽ cha mẹ nói thì không tin đó, cho nên nhiều khi con cháu của họ bên bên Mỹ hay bên Úc ấy, nhiều khi mấy đứa nó rất là ngớ ngẩn, nó không có biết được sự thật, và nó cũng có một số thì nó vẫn đi tìm và nó tìm hiểu cái sự thật như thế nào, nhưng mà nó khổ là cha mẹ của họ đó nhồi sọ họ đó. Và lúc nào cũng ép mấy đứa thế hệ trẻ đó lúc nào phải hận đó. Cho nên đó, chị thấy không, những cái thành phần mà chống cộng đó là đa số là họ bị chất độc gì không, chất độc màu da Mỹ ngụy đó. Đó em nói chị rồi, trong cái cuộc chiến tranh đó, có hai cái chất độc, chất độc màu da cam, chất độc màu da cam là những người nạn nhân đó đó, thì dĩ nhiên mình phải thương xót cho những người nạn nhân đó,
Đó, mà là cả là hai bên luôn nha, cả dân luôn á, em nói là cả dân và cả những người lính hai bên luôn đó, đến nỗi những người lính Úc hay là lính Mỹ họ cũng về qua qua lại Mỹ, trở lại lại Mỹ họ cũng bị chất độc màu da cam. Rồi những người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, mà bạn một số những thành phần mà lính chống cộng Việt Nam Cộng Hòa cũng bị ung thư, cũng bị chất độc màu da cam, rồi con cháu của họ cũng bị, nhưng mà tại sao họ không có đòi nhân quyền đi? Hình Mắt như của cái nó là giống như là giống như có mắt mà không có chồng vậy đó, nó mù, nó không có thấy. Cái lương tâm của tụi nó là không, nó không có lương tâm. Cho nên bây giờ nó nói thiệt với chị á, mình chỉ đợi á, thời gian sẽ trôi qua rồi á, lần lần cái thế hệ này á, thế hệ sau nữa đó thì lần lần á, nó cũng đi vào dĩ vãng à. Bây giờ đó, giờ chị phân tích, giờ chị nói cỡ nào đi nữa, nó đã vô cái bộ não tụi nó rồi đó, nó không bao giờ thấy đâu đó. Cái đó là em khẳng định. Cho nên chị em mình lên đây đó nói thì dĩ nhiên mình phải nói à. Nhưng mà tụi nó có nghe không đó là em bảo đảm với chị đó, nó không bao giờ nghe đâu, không bao giờ. mình cái mục tiêu của mình bây giờ không phải nói để giác ngộ chúng nó, mà nói ra những cái vạch ra để cho những cái người mà người ta chưa hiểu, người ta chưa biết, hoặc là những người đang sống ở Việt Nam đó, những cái đứa em đứa cháu nó mới lớn đó, nó chưa hiểu mà nó cũng nghe cái bọn ở bên này nó nói ấy, thì nó không hiểu được cái cuộc sống ở bên này như thế nào, rồi nó tưởng thật, em hiểu không? Chứ Em không hiểu. phải là mình muốn giác ngộ cái nũ đó. Cái nũ đó là cái nũ nó yêu nước vì tiền, nó không có tiền nó không yêu được. Nếu mà nó thực sự nó yêu nước thì nó đã ở Việt Nam để nó chống lại cộng sản rồi, nhưng mà nó chưa gì, nó đã cộng sản chưa vào tới nơi, nó đã co giò nó chạy phóng một mạch sang Mỹ rồi, còn đâu nữa mà yêu cái gì chúng nó. Cái mà chị muốn nói để cho những cái em, cái cháu mới lớn, hoặc những cái người chưa hiểu về cuộc sống gì, cuộc sống ở bên hải ngoại này, tỉnh ngộ đi. Đôi khi bị chúng nó, đôi khi ở Việt Nam ấy, làm ăn khó khăn chẳng hạn vậy, rồi nghe cái vài cái thằng nào nó nói chuyện như thế rồi nó cảm thấy bất mãn, em hiểu không? Nó cảm thấy rằng bất mãn cái cuộc sống ở bên Việt Nam, rồi nó dễ đi vào những cái con đường hư hỏng chẳng hạn vậy, hoặc nó nghe theo dụ lời dụ dỗ rồi nó đua theo rồi nó đi phản động, mặc dù ở trong cái đầu nó không muốn phản lại cái tổ quốc, nhưng mà nó bị dụ vì những cái lời ngon ngọt, nó bảo bên này cuộc sống bên này sung sướng lắm, không làm có ăn, đại khái là như vậy. Chỉ muốn là chỉ muốn như thế thôi, chứ còn cái bọn sống ở bên này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả. Chúng nó càng chống á, thì chúng nó càng lòi cái ngu ra. Theo chị thấy nó là như vậy. Nó chả ảnh hưởng gì đến. Còn chỉ nói cho những người ở Việt Nam mà sống đôi khi bất mãn á, hoặc là những cái người mà không có ăn, không học nhiều, nhưng mà cái người ta mới, cái cuộc sống bây giờ càng ngày nó càng hiện đại, nhưng mà người ta chưa theo kịp, chẳng hạn vậy, thì người ta tưởng những cái mà chúng nó nói, chúng nó xuyên tạc ra, chúng nó tưởng thật, thì người ta sẽ dễ dàng bất mãn. Ở Việt Nam rất là dễ dàng bất mãn rồi đi vào những cái con đường không giống ai. Chẳng hạn nó nghe một cái luật ở bên Mỹ là nó nghe cái bọn kia nói là ở bên Mỹ là tự do lắm rồi này kia các thứ, rồi những cái người đi xe cộ giao thông ở trên Việt Nam đấy nghe lời chúng nó rồi chửi nhau với công an, rồi cứ ra vẻ ta ta đây hiểu luật lắm, nhưng mà nó hiểu luật bên Mỹ, nó không hiểu luật Việt Nam, xong nó cứ cứ như thế, xong nó to mồm nó chửi nhau với công an chẳng hạn như vậy. Chỉ lấy một ví dụ nhỏ như vậy thôi, đúng không? Đúng rồi vậy. Cho nên cái mục đích mình nói ra để cho những cái người sống ở Việt Nam mới hiểu ra thôi, đừng nghe theo cái bọn ở bên này. Đó là cái mục tiêu mà chị muốn 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 nhắm tới, chứ không phải cái bọn bắt que xỏ lá ở bên này á. Nó đâu có dám đứng trước mặt mình nó nói chuyện đâu, đúng không? Đúng. Thì nói cho em nói thêm 1 phút nữa xong rồi em cũng đi nghỉ với chị. Thì nói tóm tắt lại á, và tóm gọn lại đó, em ở bên Mỹ, những cái thành phần mà chống cộng mỗi lần mà nói cái gì á, chị biết em nói sao không? Tôi không có biết,
Em trả lời đơn giản mà chị biết tại sao Ừ. em nói là tôi không có biết không? Tại Ừ. vì chị biết cái con kangaroo đúng không? Cách đây em nói cũng khá lâu Yeah. rồi. À, hồi xưa em cũng phân tích cái con kangaroo á, cái nghĩa là tôi không có biết đó chị. Yeah. Tại vì hồi xưa đó cái tụi da trắng nó qua đó, nó thấy cái con kangaroo thì nó hỏi những người mà thổ thổ địa thổ dân ở bên đó đó, thì những người đó họ hỏi là con này con gì, thì dĩ nhiên á, thì trao đổi về ngôn ngữ thì họ không có biết, thì họ nói là kangaroo. Kangaroo ở đây có nghĩa là gì? À, là cái tiếng mà thổ dân ở bên bên Úc á, là cái nghĩa là tôi không có biết đó, cho nên á, Là thành tôi không biết đúng rồi chị, cái nghĩa là con mà chị kangaroo cũng không biết thật. Hôm đó. nay em nói chị mới biết chứ, mặc dù chị sống ở Úc này mà chị cũng đâu biết vụ này đâu. Thì cũng giống em nói chị á, những người mà thổ dân mà khi mà tụi da trắng Úc á, là giống như là những người mà cho họ đó, mà công nhân chấp nhận họ là công nhân Úc đó, là 1967, là cách đây có 50 53 năm à đó. Mà trong khi những cái thành phần mà chống cộng á, những thành phần mà chống cộng ở bên Úc á, tối ngày cái đòi là nhân quyền dân chủ này nọ, nhưng mà sự thật á, tụi nó bị người Úc khinh mỗi ngày mà tụi nó không biết, thì em chỉ có ý kiến vậy thôi. Thôi thì sẵn đây thì em chúc chị một ngày vui vẻ, và chúc anh em về trong diễn đàn và một ngày tốt đẹp. Thì em chỉ có ý kiến vậy thôi, trả mai lại cho chị nha. Ok, cảm ơn em nhé. Và chị cũng chúc em như vậy nhé. Chúc em gia đình em khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Rồi, Dạ. giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, em Ok. dạ em cảm ơn chị, chào chị. Ok, bye. Dạ chào chị, bye chị.